Và xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Thánh lễ sáng hôm nay chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho các y lễ sau đây: linh hồn an tôn Nguyễn Long Định mới qua đời, đa mình Đỗ Viết Cận, đa mình Đỗ Viết Viễn, Dominico Đỗ Huy Hoàng, Du Xe Nguyễn Trọng Định, lễ dỗ Du Xe Trịnh Hữu Công, Francisco Xavier Nguyễn Trường, Phêrô Nguyễn Thanh Hùng, lễ dỗ Phêrô Tạ Đắc Thức, lễ dỗ một năm. Linh hồn Maria, Maria Đỗ Thị Suy, Maria Phạm Thị Cài, Maria Trần Thị Ánh Tuyết, các linh hồn xin cho con cháu biết sống theo đạo Công giáo, xin ơn thánh hóa gia đình. Và hôm nay cùng với giáo hội chúng ta cũng mừng kính lễ các thánh tử đạo của giáo hội của Hàn Quốc, đó là thánh Andre Chong, Phaolô Chung và các ban tử đạo. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho giáo hội của Hàn Quốc. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tự do tôn giáo và chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những nhà truyền giáo ở những nơi bạch đạo vẫn còn đang xảy ra. Vậy trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta cùng lắng đọng trong giây lát để xét mình ăn năn sám hối, mở lòng trí ra với lời Chúa về ân sủng của Ngài, để lời Chúa tiếp tục soi sáng hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Ân sủng của Ngài làm cho niềm tin của chúng ta thêm được vững mạnh, cũng như biến đổi cảm hóa con người mỗi người chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng tạo thành và cứu độ muôn dân, Chúa đã mời gọi dân tộc Triều Tiên đến đón nhận đức tin Công giáo để gia nhập cộng đoàn dân Chúa tròn. Chúa lại ban cho cộng đoàn này tăng trưởng nhờ lời tuyên xưng đức tin của các bậc anh hùng là hai thánh Andre Kim, Phaolô Chung cùng các bạn tử đạo. Xin nhận lời cầu nguyện của các ngài mà ban cho chúng con biết noi gương các ngài để lại là trung thành tuân giữ giới răn Chúa cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Timôthê. Anh thân mến, tôi viết cho anh thư này dù vẫn hy vọng sớm đến với anh, nhưng nếu tôi chậm trễ thì thư này sẽ cho anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà trong cửa Thiên Chúa, tức là hội thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý. Phải công nhận rằng mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả, đó là Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm,
được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính, người được các thiên thần chiêm ngưỡng và được loan truyền giữa muôn dân, người được cả hoàng cầu tin kính, được siêu thăng cõi trời vinh hiển. Đó là lời Chúa. Vì Chúa làm quá thần lớn lao. Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa trong công đoàn chính nhân giữa lòng đại hội. Vì Chúa làm quá thần lớn lao, người mồ men ra công tìm hiểu. Vì Chúa làm quá thần lớn lao, sự nghiệp Chúa ai phong hiền hành, đưa công chính của người tồn tại thiên thu. Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của người, Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Vì Chúa làm quá thần lớn lao, ai kinh sợ người, người ban phát của anh. Giao ước đã làm ra, muôn đời người nhớ mãi. Sơn mạnh việc người làm, người cho dân thấy rõ. Khi tặng ban cho họ gia sản của dân người. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Đức Giêsu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa, tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than. Thật vậy, ông Gioan tẩy giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay giáo hội mừng kính lễ các thánh tử đạo của nước Triều Tiên là Hàn Quốc, gồm có 103 vị. Và hạt giống đức tin đã bắt đầu được gieo vào trong đất nước Hàn Quốc bắt đầu từ thế kỷ 17, khởi đi từ những người giáo dân rất là đơn sơ. Trong suốt cái khoảng thời gian hơn 100 năm, lúc đó chưa có những vị linh mục, chưa có những nhà truyền giáo tới đất đó, thì nhờ cái niềm tin của một số những người giáo dân đó mà họ đã tự gọi là sống cái niềm tin của mình, rửa tội, tất cả những cái điều đó tự họ làm với nhau trong khoảng thời gian cả hơn 100 năm như vậy. Mãi cho đến giữa thế kỷ thứ 18 thì lúc đó mới có các linh mục đến để mà giúp và đồng hành với họ. Nhưng không vì vậy mà cái niềm tin của họ vẫn tiếp tục sống được lớn mạnh. Và qua đó cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái dân số của người Công giáo ở Triều Tiên đã lên tới có lẽ là 16-17%, rất là nhiều. Vậy ngày hôm nay gọi là cùng với giáo hội chúng ta
cảm tạ Thiên Chúa gọi là đã gieo những cái hạt giống đức tin đó trên đất nước Triều Tiên. Và các cái bài đọc hôm nay cũng gợi lại cho chúng ta cái hình ảnh Thánh Phaolô cũng như là Timôthê trong những cái thời gian đầu khi thành lập những cái giáo đoàn Kitô giáo đầu tiên, chắc chắn cũng phải trải qua những cái khó khăn. Và cái lá thư mà Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê hôm nay, chúng ta biết là Timôthê là một trong những người cộng sự viên rất là đắc lực, và ông là một người rất là trẻ thôi. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô đã viết cái lá thư để khuyến khích, để khích lệ ông. Vì Thánh Phaolô hứa rằng sẽ đến thăm, nhưng mà vì cái hoàn cảnh không, ngài chưa có đến được, thì ngài viết một cái lá thư này để ngài khích lệ cho họ. Và trong đó ngài nói rất là ngắn gọn nhưng mà rất là xúc tích, là như là cái cốt lõi của cái đức tin Kitô giáo ở trong đó. Thì ngài nói phải nói là nếu như tôi có đến chậm trễ thì thư này sẽ cho anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là hội thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý. Thì nói là cái giáo hội là quan trọng, giáo hội là cái nền tảng, và giáo hội cũng như là cái nơi mà thực xin Chúa đã ủy thác cho để giữ cái tin mừng chân lý ở trong đó. Chính vì vậy mà phải tuân theo, phải nghe lời của giáo hội. Có lẽ đó cũng là chính cái sự vâng phục của niềm tin, của đức tin của mỗi người chúng ta. Rồi sau đó ngài nói về gọi là Đức Kitô, một lần nữa nhắc lại, Đức Kitô xuất thân trong thân phận người phàm, được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính, người được các thiên thần chiêm ngưỡng và được loan truyền giữa muôn dân, người được cả hoàn cầu tin kính, được siêu thăng trên cõi vinh hiển, vân vân. Cái lẽ khi mà chúng ta nghe cái đoạn đó thì chúng ta thấy là Chúa Thánh Thần đã hiện diện khi Chúa Giêsu được lãnh nhận phép rửa ở trên sông Giô-đan, không? Hình ảnh của bầu câu được hiện ra đó. Rồi chúng ta thấy cũng kể lại khi mà Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane cầu nguyện này kia, thì chúng ta cũng thấy là có các gọi là thiên thần đến để mà an ủi họ. Đó thì qua đó nhắc nhở chúng ta là Đức Kitô chính là Thiên Chúa, ngôi lời của Thiên Chúa mặc lấy thân phận của chúng ta và hiện diện ở mỗi người chúng ta. Và đó chính là cái cốt lõi của cái niềm tin của Kitô giáo mà Thánh Phaolô nhắc nhở cho ông Timôthê phải xác định tín cái điều đó, cũng như tiếp tục là rao truyền cái điều đó. Và trong bài phúc âm hôm nay thì chúng ta thấy gọi là Chúa Giêsu nói với ông Gioan về cái sứ vụ của mình. Chắc chắn chúng ta thấy khi mà Chúa Giêsu đi rao giảng thì cũng có những số người tin, nhưng phải nói là rất là đông người đã không có tin. Và ngài dùng cái hình ảnh, ngài nói rằng là dùng cái hình con nít, giống như khi mà con nít không thì thích chơi những cái trò chơi này nọ nọ kia, thì một nhóm thì là thổi kèn, thì bên kia thì múa, thì mùa nhảy. Thì ngài cũng dùng cái hình ảnh đó để nói lên rằng Gioan Tẩy Giả đến cũng như Chúa Giêsu đến để rao giảng cái niềm tin đó, nhưng mà họ đã không có nghe đó, họ không có nghe, họ không có đón nhận. Và có lẽ qua đó một lần nhìn lại cho họ là bởi vì họ vẫn không có, chưa có nhận ra đấng Messia mà họ đang mong đợi. Có lẽ cái đấng Messia mà họ mong đợi là một đấng phải nói là quyền lực, đấng gọi là dùng uy quyền, hơn là đấng đến một con người rất là bình thường, đến để gặp gỡ những người tội lỗi, đến để tha thứ cho những người lầm đường lạc lối. Và chính vì vậy mà họ đã không có nhìn ra được, họ chỉ nhìn cái gì bề ngoài thôi. Có lẽ cái điều đó chúng ta cũng thường, chúng ta chỉ nhìn nhau ở bề ngoài, rồi chúng ta gọi là đánh giá nhau, chúng ta đâu có biết bên trong là cái gì đâu. Chúng ta đọc sách bằng cách là chúng ta chỉ đọc cái bìa sách thôi, hoặc có hơn tí nữa thì chúng ta đọc cái mục lục. Nhưng vậy thì nó cũng không cho chúng ta biết được gọi là nhiều gì về cái cuốn sách, hoặc nhiều gì về con người. Có lẽ đối với Đức Kitô khi ngài đến cũng vậy. Ước gì ngày hôm nay là lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta cái thái độ của chúng ta đón nhận lời Chúa, cái thái độ mà chúng ta có tuân theo giáo huấn của giáo hội hay không. Và đó chính là cái sự vâng phục của đức tin mà Thánh Phaolô
Ngài viết cái điều đó rất là nhiều. Ước gì lời Chúa không chỉ là những gì mà chúng ta nghe qua tai của chúng ta để chúng ta để ở trên đầu thôi, nhưng mà lời Chúa chúng ta nghe để rồi chúng ta suy ngẫm trong lòng của chúng ta. Và khi lời của Thiên Chúa, khi giáo huấn của giáo hội được chúng ta đọc, chúng ta nghe, chúng ta suy gẫm ở trong tâm hồn, thì hy vọng rằng những cái điều đó nó cũng sẽ trở thành cái động lực thúc đẩy để cho đôi tay của chúng ta làm những việc lành, những việc tốt lành, để trở nên những cái cánh tay nối dài của Đức Kitô, để hàn gắn, để nâng đỡ anh chị em của chúng ta. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu rụng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Cũng như giọt nước hòa tan trong rượu này, xin cho chúng con được thông phần thiên tính của Đấng đã nói thương chia sẻ thân phận làm người với chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ứng thiêng liêng cho chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hiến lễ chúng con dâng trước tôn nhàn Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, xin Thầy rửa mọi lần lầm tụi con đã phạm, xin Ngài thánh tay. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ đời anh em để ta cùng thông tin Chúa và hiểu biết cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến lễ vật của cộng đoàn dân Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Andre Kim, Phaolô Trung và các bạn tử đạo, xin biến đổi chúng con thành của lễ được Chúa chấp nhận, để chúng con có khả năng góp phần vào công trình cứu độ thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là trinh đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa được các thánh của Chúa dâng lời ca ngợi, và những gì liên quan tới cuộc khổ nạn của các ngài đều là công trình kỳ diệu của quyền năng Chúa, là đấng ban cho các ngài được chay lửa đức tin, thôi thúc các ngài bền đô đến cùng và ban tặng vinh thăng trong cuộc chiến của các ngài. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, bởi đó mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa thật đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, đấng ngự đến nhân gian Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đương thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con hãy xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống là. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Kinh nhờ người với người và trong người và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.
Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong lễ mừng các thánh tử đạo hôm nay,
Chúa đã dùng bí tích thánh thể để ban sức mạnh cho chúng con. Xin cũng giúp chúng con ngày càng thêm kết hợp mật thiết hơn với con một Chúa. Nhờ đó trong hội thánh, chúng con sẽ cộng tác tích cực hơn vào công trình cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành xuống trên tất cả anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đã đi làm chứng nhân cho Chúa luôn được bình an.